đang đóng rất nhiều những cặp loa BMB rồi thì loa Bose hơn 8 giờ các bác nhé. Em đang test thử cặp loa Bose 301C4. Cặp loa này em bán 6.500.000. Xin nhá, cặp loa này xin đét. Nó có một cái điểm lỗi như này. Vâng, nó có điểm lỗi của nó như này nhá, em tả các bác này. Bình thường thì không có giá là 6.500.000 đâu. Cặp loa này vẫn phải có giá khoảng tầm hơn 7 triệu. Nhưng em bán với tinh thần là em đang có một cái chương trình. Em gian hàng em lập một cái showroom. Em giải tán để cho nó rộng, cho nên em bán giá xả nhá. Đấy, lỗi là này, nó không trùng CD thôi. Như nói với các bác ấy, trùng số này nó không quan trọng đâu. Đây, không trùng số CD. Thế cho nên em bán thanh lý xả. Với giá này chắc chắn là các bác sẽ mua được ngay. Nhưng chỉ có một đôi này các bác nhá. Hôm vừa rồi em có một hai cặp cũng bán hết rồi. Hôm nay có đúng một cặp. Đấy, còn lại thì là đều là trùng nhá, đều là trùng CD của 301C4. Và với cặp loa này với giá gọi là ngon bổ rẻ. Đấy các bác ạ. Các bác nên nhớ là giá cực kỳ ngon bổ rẻ. Loa bao zin bao xịn các bác, đẹp. Đấy, gân zin nhá các bác nhá. Gân còn zin này. Loa đẹp này. Đấy. Rồi thì xịn sò. Đấy, căng nhá, đúng xịn của nó nhá các bác nhá. Đấy, không thể nào dởm được vào đâu các bác nhá, hàng xịn sò nhá. Giá chỉ 6.500.000 thôi. Đấy. Nhập về số lượng thì bên em đa phần là tuyển chọn đều là trùng cặp, nhưng mà nhiều khi chẳng may anh em thợ bốc, nhiều khi cứ bốc bừa. Trước đây anh em thợ cứ bốc bừa cho nên là bốc nhiều khi nó lệch số thế thôi. Đấy, chứ còn thực ra là trước đây ấy thì không trùng, nghĩa là không trùng đôi trùng cặp thì giá nó vẫn vậy. Nhưng mà em bán với tinh thần xả nhá, để các bác mua được với sản phẩm chất lượng mà vẫn hay. Giá tiền thì rẻ ngang với cả loa BMB rồi. Vâng, bao zin, bao xịn các bác nhá, từ gân trở đi. Đấy, cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi.